À, hôm nay thì tự nhiên mình chực nhớ ra cùng một cái điều mà mình muốn nói với lại các bạn. Nghe nghe rõ không? Nghe rõ không các con? Rồi như thế này. Cái chuyện mà Russia và Nga đánh nhau, cái chuyện đó mình không bàn cãi. Mình không bàn cãi, mình không bàn tán gì nữa. Nhưng mà mình chực nhớ là một cái điều này. Năm 1983, khi đó mình vẫn còn làm trong nhà nước á, nằm ở trong sạc tay, tất nhiên là câu lạc bộ lao động ngày xưa, bây giờ là nhà cung cung văn hóa gì đó không biết, nhưng mà lâu lắm rồi, cách đây ba mươi mấy năm. Thì cái thời đó đó, cái thời mà Liên bang Xô Viết chưa có sụp đổ đó, thì mình muốn nói vấn đề hậu chiến tranh Việt Nam. Bây giờ mình ngồi mình nhắc lại thì mình mới bồi hồi những cái chuyện đó. Vì thời đó năm 1979 cho đến sau khi mà phía Bắc là bị xâm lược này kia thì tan hàng xong rồi, thì năm mình vào nhà nước mình làm thì năm 1983, bắt đầu năm 1983 thì thời đó các chuyên gia Liên Xô và của Ukraine đã qua Việt Nam mình, giúp Việt Nam mình xây dựng lại cái hậu quả của chiến tranh. Trong đó nó có nhiều mặt, nhưng mà mình nghĩ là có lẽ là về công nghệ, hoặc là về 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 thủy điện. Mình nhớ nhất là mình rất là xúc động, mình nhắc lại chuyện đó là những người chuyên gia Nga qua Việt Nam thường vào nhà văn hóa lao động để mà tham quan, để mà thưởng thức những cái tranh ảnh văn hóa Việt Nam, bởi vì nhà văn hóa lao động ngày xưa là hay trưng bày những cái chuyện mà thứ nhất là coi như vấn đề mình biết nói sao, văn hóa có nè, rồi ẩm thực có nè, cái được thì thường thường các chuyên gia ngày nào cũng vào vào đó. Mà mình phải công nhận cái điều này, họ rất là bình dị, họ rất là xề xòa, họ không phải như người Mỹ là trau chuốt, họ rất là bình thường, họ không có cái gì gọi đấy. Thì mà có một điều này, mình hôm nay mình mới chực nhớ ra một cái điều, trong cái thời gian hậu chiến tranh Việt Nam mình đó, người Nga, kể cả người Ukraine đã qua Việt Nam mình, giúp đỡ Việt Nam mình xây dựng lại cái xã hội Việt Nam mình bị tan hoang trong lúc chiến tranh. Trong đó mình đọc tin tức thì mình mới thấy là họ đã cùng nhau, cùng người Việt Nam mình để xây dựng những cái đập thủy điện. Trong đó có một cái thủy điện Hòa Bình, đã có vài chuyên gia Nga đã bị chết và mất xác, có nghĩa là người ta đã bỏ của bỏ người và người ta đã hy sinh tại đất nước Việt Nam mình. Mình là người Việt Nam, mình nên nhớ ơn cái điều đó. Mình chợt nhớ ra, mình cảm thấy điều đó là mình điều mình phải, mà nếu mình bỏ qua mình là một người thiếu sót. Ở đây mình không binh vực hay là mình chống Mỹ hay là mình chống Nga hay là mình chống Russia, đây hoàn toàn không có chuyện đó, mà mình chỉ nói một cái khía cạnh của một cái thời Việt Nam mình mà được các chuyên gia Nga và Romania để mà ở gì Russia để mà qua Việt Nam mình, giúp đỡ Việt Nam mình để tái thiết lại cái đất nước của mình. Đó. Thì ai mà rành và ai mà hiểu tường tận về cái vấn đề đó, là mình lên mình gặp nhau để mình nói một lời. Ở đây mình mở một cái này cũng giống như kiểu như mình xin cảm ơn. Tôi không là cái gì cả, tôi chỉ là một người dân rất là bình thường thôi, nhưng mà đôi lúc mình cảm thấy là cái chiến tranh của nước Nga và Ukraine mình rất đau buồn, mình không biết làm sao mà về đây mình nói nữa. Thôi mình bỏ qua cái chuyện đó đi, mình chỉ biết là cái người Việt Nam mình tới có bây giờ, có ngay bây giờ, có đời sống sung túc bây giờ, có vật chất bây giờ, thì trong đó cũng có một bàn tay của người Nga và người Ukraine. Tôi nói vậy các anh, các chị hoặc là các con có hiểu không? Có hiểu bố nói gì đó không? Thì ai là cái người mà biết tường tận những cái khúc mắc, những cái mà họ bỏ của, bỏ người để giúp đỡ Việt Nam mình? Đúng không? Cái điều đó là mình gọi là con người, mình phải nhớ ơn chứ. Cái điều đó là điều đương nhiên rồi mà. Bố thấy cái đề tài này rất là hay. Và thì nó ra ai mà người nào mà sống ngoài Hà Bắc và Hà Nội thì mà gần thủy điện Hòa Bình đó, thì
biết rành rọt. Và cái đó ta cũng không rành lắm, nhưng mà ta coi trên YouTube á, thì ta thấy là ở Hội Thi Hòa Bình nó có xây một cái đài, một cái đài mà để tưởng niệm những người mà đã mất ở trong lúc mà thi công của cái thủy điện Hòa Bình đó. Trong đó có rất là nhiều người chuyên gia Nga. Như thế để hiểu rằng máu và con người Việt của người Nga đã vung vén cái Việt Nam mình. Trên báo chí người Mỹ họ lúc đó là họ đã nói ngay là người Nga là những người Mỹ mà không có đô la, tức là cái kỹ nghệ của họ, cái người ta nhìn cũng như vậy, cái sắc vóc cũng như vậy, cái kỹ nghệ cũng như vậy, nhưng mà họ không có tiền nhiều. Thì đó là họ đến người Mỹ họ nói là như vậy. Người Mỹ họ nói là người Sài Gòn họ nói là Nga, người Nga là những người Mỹ không có đô la. Bởi vì giống quá mà, tại vì người Mỹ thì nó là dân da trắng, cho nên hiểu không? Da trắng nói với người Mỹ cũng không khác gì cả. Nhưng mà có điểm có hai cái thái cực này, anh thấy người Mỹ ra đường rất là chỉnh chu, có nghĩa là còn anh Nga anh xề xòa, anh xề xòa lắm anh, có nghĩa là giống như kiểu như tay ba lô vậy đó, đúng rồi. Nhưng mà mình quý họ là họ thật tình, có nghĩa là họ qua họ xề xòa và thật tình lắm, chứ nó không có người khách sáo vậy đó. Đúng rồi, thì với lại là sau khi mà cái Liên bang Xô Viết mà tan rã đó, thì sau khi mà họ phục hồi lại đó, thì là họ có nói được, mình có nói cái chuyện là mình họ xóa nợ cho Việt Nam, thì đó là một cái điều mà một cái nghĩa cử mà rất là rộng rãi đối với người Việt Nam mình. Đúng rồi. Mặc dù họ cũng rất là khó khăn, Liên Xô thì họ lúc đó mà, sau khi mà họ phục hồi lại thì họ rất là khó khăn, quốc gia của họ bị tan rã ra, cái liên bang của họ cũng bị tan rã ra, thì chỉ có cái là gì là mình nhìn thấy cái chiến tranh ở đây cái kỳ này mình thấy nó thấy cũng thấy xót xa, tại vì đáng lẽ ra mình cứ ngồi mình cứ trách mãi, trách thêm mấy cái ông thì đó rằng bây giờ tôi nói cho Phượng nghe là mình trách hoặc là mình không trách gì chăng nữa thì cái chuyện nó cũng đã xảy ra rồi. Và tôi nói cho anh nghe cái điều này nữa, có nghĩa là mình không có quyền xen vào những cái chuyện nội bộ của họ. Mình đúng chỉ rồi. Tầm mình chỉ trách là trách những cái người lãnh đạo. Mình đi hai like rồi, hai ba cái like tôi ban đúng rồi. Mình chỉ trách những người lãnh đạo thiếu sáng suốt để dẫn đất nước mình vào cái ngõ cụt của chiến tranh, là mình chỉ bực thôi. Chứ ngoài ra mình không có trách ai được cả, mình đâu có là con mẹ gì mình trách. Nhưng có điều là cái bàn cờ thế giới, và anh mới nói rồi, chơi với thằng Mỹ rất là nguy hiểm. Đó, cái điều nhất cái bài học. Khi mà cái một cái lãnh đạo của một quốc gia mà bị mua chuộc. Đúng rồi. Thì họ sẽ làm cái gì anh? Họ chỉ là những người đi lính, những người công chức làm lương cho một tập đoàn. Ukraine 30 năm trước họ là một cường quốc, năm 1991 họ là một cường quốc. Mà nó cãi nhau họ cư xử thế nào tới bây giờ họ là một quốc gia mà hồi đó họ là một cường quốc chứ không phải không. Income của họ rất nhiều, lương của họ rất là cao, mà chỉ có 30 năm mà họ quấy động sao, họ cũng là tại vì cái thành phần lãnh đạo đang mê chơi, không có lo làm ăn, nghe người này nghe người kia, ăn tiền người này ăn tiền người kia, để bây giờ đó cái income của cái mức sống của người Nga Xô của người Ukraine càng ngày nó càng tệ, và nó xuống rất là thấp đến cái mức nỗi mà bây giờ nó xin vào EU mà nó không cho, thấp còn khua thằng cha Romani, tệ đến mức độ như vậy, tức là nó không lo làm ăn gì cả. Cả ngày ngon chia bè chia phái, đi đánh nhau, đi bán cái này bán kia, ăn nó chia tiền nhau, giống y chang như mấy cái ông nội mà cứ không làm mà rồi có ăn mà để ngồi chờ xung đột ý chán đúng rồi, gì cả. Không đúng rồi, đúng rồi. Mà hy vọng mình chuyện hai người đánh nhau nó ùm lên ngày hôm nay, đúng là một tuần ngày hôm nay nước Mỹ mình cũng ung sùm lên, không biết tại sao nước Mỹ mình ung sùm, mặc dù không có một người lính nào trong đó mà nước Mỹ của chúng mình cũng ung sùm lên. Ủa, tại vì mình chàng đây là chủ trương là khua chiên gõ mỏ ung sùm ung sùm thật đó chứ không phải điều mà có điều những người ở đây á, tôi và anh không thiên vị ở ai cả, mình ở một cái thế trung lập,
người nào có ơn thì mình mang ơn, người nào có oán thì là mình căm thù, thế thôi, điểm đó thôi, dễ đơn rồi. Giản thôi, trong có không mẹ cho. Còn còn những người buồn cười, có nhiều người trách rồi mà tại sao mày binh đó, binh có mẹ gì đâu, tao có gì đâu làm gì binh, biết biết ai, biết ai là ai, mình đâu không hiểu ai, mình đâu biết ai đâu, khổ lắm, nó có nhiều mệt ghê. Đâu có biết ngày nào ra ngày nào đâu mà binh lại không binh, nhưng mà chỉ con cái là mình nhìn thấy, mình nhìn thấy như vậy. Tại vì khi mà mình ở đây đấy, mà quả thật là như vậy đó, mình ở đây đó, tin tức của mình đó, thì mình có coi, mình lấy cái tivi ra, thế thì tivi thì có chính phủ, thì nhà nước chính phủ nói làm sao thì mình nghe như vậy. Mặt thiệt đó, cái đất Mỹ này nó là khi nào mà có chiến tranh đây thì lúc đó là tivi nó rộn rịp nhất, mấy ông làm tin tức là rộn rịp nhất, lúc nào cũng nói rồi cũng bàn rồi cũng nói này nói kia. À, tôi nghĩ chúng mình đang chứng kiến những cái điều mà rất là đặc biệt của cái thế kỷ này, cái thế kỷ và mình càng nhìn thấy người cái câu chuyện nó xảy ra ở bên Ukraine thế nào thì mình thấy là 30 năm trước Việt Nam năm 1991 Việt Nam còn bị cấm vận, lương của Việt, cái income trung bình của Việt Nam, cái lợi tức trung bình hàng năm của Việt Nam là bao nhiêu đó, mấy 100 đồng một năm, chưa tới 100 đồng một năm, mà đến bây giờ Việt Nam mình tiến như vậy, còn trong cái đó ông Ukraine hồi đó ông mới mở ra năm 1991, income của ông là tôi nghĩ phải đến 10.000 đô la một năm, mà đến bây giờ income bây giờ còn thua Việt Nam, cái tiền còn thua Việt Nam, thì thành thử ra là mới lại mình có một điều mà nói chuyện tin tức như thế này nè, cứ mỗi lần đó, mình ở đây đó, mỗi lần mà có chiến tranh này, mỗi lần mà có chiến tranh đó, thì là thằng cha nào nó làm việc mà giỏi nhất, mà năng nổ nhất, mà rộn rịp nhất, rộn rịp nhất, mấy ông TV mỗi lần YouTube, mấy ông TV, mấy ông đó là làm có tiền nhiều nhất, tại vì người ta anh mở lên TV đó, tin tức của họ rất là giống nhau. Ba ông mình ở đây mình coi lâu lâu, bây giờ trở lại mình không coi TV nữa rồi, mình chỉ coi đây, mình có ba đài mà nói tin tức nhiều, có thằng cha nói tin tức mà về ngoại quốc nhiều, mà chiến tranh nhiều nhất, giỏi nhất đó là thằng cha CNN, anh mở ra lúc nào nó cũng có nói chuyện về đánh nhau, nhất là trong cái tuần lễ vừa rồi. Anh để ý chỗ này xíu nè Phương à, anh có công nhận là cái điều này à, bất cứ cuộc chiến tranh nào mà nó dính líu thằng Mỹ á, là nền kinh tế của Mỹ nó lại đi lên nó quái quan của chuyện đó là bởi vì sao, nó bán được anh ơi, nó bán được xong rồi những cái công nhân mà nó sản xuất những cái linh kiện, những cái mặt hàng mà vũ khí nó không phải chứ đâu, ví dụ như anh trong cây súng á, thì cái hãng này làm cái cò, cái hãng tiện làm cái cò, đúng rồi, rồi cái hãng kia làm cái đồng, rồi cái hãng kia làm cái bá, làm nhiều hãng cho nó mới ráp được thành cây súng, thành ra tự nhiên nhân công tự nhiên là làm có việc làm hoài, anh kinh tế tự nhiên lên đó, cái khổ vậy đó. Không, mình có một điều mình nói thêm thế này, khi mà chiến tranh nó xảy ra đó thì thế này nè, ngoại người Mỹ thì bây giờ là họ cũng chủ chiến cả, bây giờ họ cũng muốn chiến tranh nó lớn ra, thì cái đó mình cũng nói nó rồi. Thì chỉ có thằng châu Âu với lại thằng châu Á, thì cái thằng châu Âu á và cái thằng châu Âu là điển hình như NATO và những cái thằng khác á, thì nó ầm lên, nó muốn làm cái chuyện nó sùm lên, nó chế dầu vô lửa, nó làm nó tiếp đúng này rồi, tiếp rồi, kia rồi. Nó trận này nó làm ùm lên, nhưng mà Á Châu đang thì là không phải như vậy. Á Châu là căn bản, Á Châu là cái tiếng nói mà to nhất đó, và ASEAN là cái hiệp hội của Việt Nam nó nằm trong đó thì nó nói thì, và cái thằng cha mà to nhất ở Á Châu là cái thằng cha Trung Quốc, mạnh nhất, đông dân nhất, và cái thằng cái khối đông dân thứ nhì của Á Châu là ông ASEAN. ASEAN là mẹ ông Ấn Độ, ASEAN mẹ Ấn Độ. Thì là chính cái người đó là bao giờ họ, mình thấy rõ ràng. Thôi giờ mình nói cái thằng ASEAN là cái thằng Việt Nam mình nằm trong đó đi. Cái Việt Nam mình nằm trong đó đi. Thì cái ASEAN là cái bản văn bản đầu tiên họ đưa ra mà trong đó có Việt Nam, mà Việt Nam là chủ chốt trong đó, thì họ nói là họ kêu gọi mọi người tôn trọng và phải giải quyết chiến tranh trong hòa bình. Thì mình nghĩ là mình thấy rồi, mình thấy Trung Quốc họ cũng nói như vậy, mình thấy Ấn Độ cũng nói cái kiểu như vậy, họ không muốn kích động chiến tranh này.
Nhưng Thì mà đó mình nó mới nhìn khối thấy là khác hai nhau. cái nền văn hóa rất là rõ ràng. Một người là có vẻ là rất là khát Trong máu, khi anh đó, muốn nhìn đổ vỡ. đúng rồi, trong khi Họ đó lại thanh là tra bên bên kia nghĩa. khối châu Âu này là họ lại muốn đổ dầu vào lửa. Yes, mà tôi Nó kỳ cục cái như đó. điều đó, cái điều đó đó là cái điều mà thì rõ ràng đó là cái NATO là một cái liên minh quân sự. Ngày xưa đó thì nó là phòng thủ để nó chống Nga, nhưng mà sau khi Nga tan rã đây thì nó biến thành một cái liên minh quân sự đi tấn công người này người kia. Cái Năm cuộc tư tấn đấy, công năm đầu tư tiên, đấy. cái cuộc tấn công đầu tiên là tấn công vào năm tư, và cái cuộc những cuộc tấn công sau này là bất cứ người Mỹ họ đánh nhau ở đâu là đều có quân của NATO đổ trong đó, đặc biệt là những Iraq, Iran, Libya, tất cả những cuộc chiến sau này đều có cái bàn tay của NATO trong đó. Thì hỏi thế nào thì đó, thì tôi nghĩ đó là lý do tại sao mà ông Đức mãi đến sau này, đã mấy năm vừa rồi đó, Đức họ gửi tàu chiến đến Biển Đông, Pháp họ gửi tàu chiến đến Biển Đông, Anh Lê gửi tàu chiến đến Biển Đông, tại vì họ muốn di chuyển cái chiến tranh, làm như họ họ muốn đang kéo bè kéo đảng rồi họ xây dựng cái chiến tranh ở Biển Đông. Mình thấy như vậy, tại vì cái NATO ngày xưa lúc mà nó lập ra nó là liên tiếp phòng thủ, liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương ấy, tức là nó đi phòng thủ ai, phòng thủ chống lại Nga Xô. Bây giờ khi Nga Xô cũng sụp rồi đó thì nó biến thành phòng thủ mà ngực tấn công mông phòng thủ không không phòng thủ rồi thì đi tấn công, rõ ràng là như vậy. Và cái liên minh đó, và bây giờ mình nghe những cái lời nói của họ, những cái cử chỉ của họ, những cái lời hò hét của Hung họ hăng, trên trên trường là rất là hung hăng. Và cái điều đó này là tôi nghĩ là đó là lý do tại sao mà cái ông Trump ông nói là cái người Mỹ là phải cắt đứt ra khỏi cái thằng cha NATO. Thế cái hồi ông Trump ông còn đó là ông người Mỹ NATO, tức là ông Trump ông rất rất ghét thằng NATO, là cái thằng đó bây giờ nó rất là hung hăng, nó muốn trở thành một cái khối mà rất là đặc biệt, mà muốn đi đánh nhau ngang hàng. Tôi nghĩ là đó là lý do tại sao mà người Đức họ gửi cái tàu chiến đến Biển Đông ấy. Mắc mớ thì cái Biển Đông Đức nó có ăn nhầm gì nó mà nó gửi tàu chiến đến đó. Cái điều đó là cái điều trên cuộc sống này anh thấy ba có những chiến tranh rất là phi nghĩa mà nó vô lý đến mức độ hầu như là đó, tôi nói trong bài kia rồi đó, có nghĩa là hầu chỉ có lỗ mũi không rồi vu cáo người ta là thế là đánh thôi, có nghĩa là nó buồn cười bởi vì không có chuyện gì làm cả mà làm gì gây chiến tranh để kiếm tiền. Nó hẳn là vậy, khi gây chiến tranh là phải bán vũ khí, bán vũ khí là phải có tiền, thế thôi. Và có những chiến tranh gây ra bởi mà nó ngộ, tôi nói trong bài đó nó còn ngộ một chỗ là khi anh Mỹ và các nước phương Tây gây chiến thì chẳng có bao lên tiếng cả, không ai động binh, không ai bất cứ gì, kể cả Liên hiệp châu Âu rồi Đức, Pháp, Anh, Nga, Mỹ im như là con hến, im như là bò, im đùng một cái người nước khác mà ông lên bắt đầu nó dễ vô dùi vô, nó vũ nó làm tùm lum tà la ra rồi. Bởi vậy tôi không, nói anh bây giờ đừng có nói cái chuyện khác, đừng có nói những người khác, mình nói cái chuyện Việt Nam. Khi Việt Nam tấn công qua Campuchia qua Campuchia đây, Việt đi Nam Pol lúc đó là Pot cạn kiệt rồi đó, chứ không phải không, mà tôi rồi nghĩ đấy, là khổ tâm lắm, họ khổ lắm, họ mới phải đánh qua bên đó. mà Mà anh tôi cái đó nhớ là rõ cuộc là chiến tranh bắt buộc mà. đúng rồi, họ rất là có người là không làm thể nào làm cái gì được nữa rồi ấy, thì thành tựu chứ còn cái thằng Việt Nam mà Cái nó trường hợp yếu này anh muốn à, tôi nghĩ nó y chang như cái thằng Liên Xô với thằng Ukraine bây giờ, ở không trên, khác đúng nhau rồi đâu, đây, không đúng khác. rồi, cái ở một cái góc độ nào đó, Việt Nam cái cuộc chiến Việt Nam với Campuchia thì cũng rất là giống là cuộc chiến của về cái tính chất của nó đó. Tính chất của nó thì có vẻ rất là giống, tại vì nó chỉ muốn yên thân thôi. Nga Xô nó chỉ muốn yên thân thôi chứ nó cũng chẳng có muốn gì cả. Họ chỉ muốn yên thân, tại vì bây giờ họ là một quốc gia mà cái diện tích của họ rất là lớn, dân của họ rất là ít, 140 mấy triệu người, rất là ít, mà họ chỉ muốn yên thân, họ không muốn kẻ thù nó để ngay bên bên cạnh. Thì ở cái chỗ đó, ở cái suy nghĩ đó thì Việt Nam, cuộc chiến của Việt Nam với người Giống Campuchia tranh với cuộc chiến Campuchia của Iran nó y không khác gì cả. Còn không á, về thì cái phương rõ diện ràng thì mình chỉ bình luận sơ qua và nhận xét về vấn đề này, ok. tôi đang nhận xét thôi. Còn cái live hôm nay thì mình muốn nói là vấn đề này là muốn nói là sau khi cái hậu chiến của Việt Nam mình thì kể cả người Ukraine và người Nga thì cũng có một cái công bỏ người bỏ của Đúng rồi, vào cái xây dựng Việt Nam mình, thì mình thầm cảm ơn, nói thẳng vậy là mình đúng vinh rồi, danh mình anh, cảm cảm ơn, ơn cảm ơn cảm không ơn anh, mình cảm ơn công khai anh. Đúng rồi, mình đây tôi có bà cô bà học bà có tôi có bà cô á, bà qua được gửi qua
bà sinh trưởng ở trong Nam, con cả nhà Ngụy mà không biết tại sao bà lại được gửi con đến số học. Bà học có biết nó học tài chánh cái gì đó. rất là nhiều. À, đấy, tức là bà cô của tôi á, mà không phải là bác ở trong Nam á, mà họ cũng, bà cô ấy cũng được gửi con đến số học. Thì Rất là nhiều người, rất là nhiều người hồi đó em nhà làm nhà giáo hoạt động thì rất là nhiều người bên bên chuyên qua Liên Xô, người Việt đi qua bên Liên Xô rất là đông và đi học bên nghề cao học. Thì tôi nhớ một cái kỷ niệm là anh đó anh chàng ca sĩ đó, anh chết rồi nhưng mà anh tên, tôi nhớ tên Tân mà cái gì không biết là Tân, mà anh cũng được đào tạo bài bản ở bên nhạc viện của Liên Xô rất là hay, anh ca nhạc Liên Xô rất là hay. Anh cái gì ta, Tân Tân mà anh quên, mẹ anh ấy bị bệnh ung thư, anh bị chết rồi, nó chết rất là trẻ, chết năm nấy, năm nấy như khoảng ba mươi mấy tuổi là chết rồi. Cái gì Tân Tân quên mẹ tên rồi, anh mất rồi, anh ấy chết rồi, chết về làm sao năm 80, 80 mấy, 86, 87 là nó mất rồi. À Ngọc Tân, đúng rồi, là nhớ hay quá, Ngọc Tân đúng rồi, Ngọc Tân đó. Anh ấy cũng được đào tạo bài bản bên Liên Xô, thậm chí ca sĩ anh cũng 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 được đào tạo bên Liên Xô, Ngọc Tân đúng rồi. Nguyễn Bích Liên nói rất là đúng rồi, kể cả Vũ Ba Lê, Vũ Ba Lê những Đúng người đạo diễn mà những người ấy cũng được đào tạo bên bên, bên bởi Ba Lê, Ba Lê chính là đặt nơi cái nôi mà Ba Lê hình như là của Liên Xô đó anh. rồi. Đúng rồi, anh khởi đầu từ đó, đó. Ba Đấy, Lê, múa ba thành Lê là ra đã đấu ra. cái gì mà ở tôi hồi xưa làm nhân báo động mà tối ngày nó cái tập mà cái gì, cái bài gì, cái gì mà điệu điệu múa của thiên nga, điệu vũ của thiên nga gì đó, tôi đó đấy. Nói chung là cái nền mà văn học mà cái nền mà thuộc về cái dạng mà nghệ thuật đó, thì Liên Xô cũng đào tạo cho mình khá là nhiều, thậm chí cái thằng Thanh Bạch nó cũng được đào tạo bên Liên Xô luôn á, Ồ vậy đó. cái thằng MC Vậy Thanh Bạch đó. đó, nó cũng là đào tạo bên Liên Xô luôn á. Đúng rồi, tại vì mình có một bà cô ở sinh ở trong Nam. Bố mẹ cũng người công chức thường cơ mà cũng được gửi qua bên trong ở trong Nam, ông được gửi qua bên bên số học. Thì Rồi bây giờ nhắc cái tới này giờ là là cái cha mà MC nổi tiếng mà của Việt Nam mình, mà em tôi coi cái thằng trai gì mà cái gì mà trúng số là cái gì ta, Lại Văn Sâm cũng được đào tạo bên Liên Lại Văn Xô luôn Sâm. á. Ok, Sâm hay Lại lắm, Văn Sâm Sâm mình giỏi, tôi có tôi nói ông mình có nghe cho nói, đúng rồi, ông cũng được đào tạo rồi. bên Liên Xô luôn á. Nói chung là những nhân vật Đi. cộm cán mà nó có trình độ hiểu biết rất là uyên bác á, thì thường thường là được đào tạo cái thời đó đó, cái thời đó thì mấy ông được đào tạo bên Liên Xô về và nổi đình nổi đám đó, như Lại Văn Sâm rồi các cái đủ thứ. Thì ra em Khi đợi 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 chúng mình nói với chuyện gì anh nói về cái cuộc cái mình nói đâu rồi đừng có nói chi xa cái ông Phạm Nhật Vượng ông làm ăn ở bên à du Phạm Nhật du Vượng cái ra rồi. đúng rồi, Mà rồi ông đấy ông làm được có chút tiền bên đó rồi ông kéo tiền của ông về Việt Nam rồi ông xây dựng mới có được đến ngày hôm nay chứ đâu phải mà rất nhiều người nhá, tôi có những người bạn ở bên Ukraine nó họ đi học ở bên đó rồi họ làm việc ở bên đó rồi họ lập gia đình ở bên đó rồi 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 họ có những cái cơ ngơi rất là kinh hồn, rất là căng. Mình nhìn có mấy mấy năm trước mình họ cho mình coi những bức ảnh nhà cửa của họ rất là to mà rất là đẹp mà rất là... bây giờ nó xảy ra cái tình trạng mà đánh nhau thì thấy tội nghiệp ta chứ phải mình thấy buồn, mình thấy buồn. mình anh thấy biết buồn ngày đó, đúng anh rồi biết đó, ngày tội nghiệp xưa nha. cái thời năm 1988, 83 tôi còn làm nhà văn hóa lao động thì hầu đó nhạc Liên Xô đầy ắp trên các sân khấu và hầu như đêm nào cũng giống như đêm nào, ca những cái bài tình ca của Liên Xô rồi những cái bài ca như ca du sa, tình ca ca du sa tôi thuộc luôn, không nó ca riết tôi thuộc luôn là hầu như là ca toàn nhạc nhạc của nhà của Cộng hòa Liên bang là, cái gì của bạn do tôi biết không đủ thứ rồi. Nhạc nhạc hùng cũng có rồi, nhạc tình cũng có, mà tôi vẫn thích những cái bài nhạc tình hơn bởi vì nó lãng mạn anh, có nghĩa là nhạc Liên Xô mà nhạc tình rất là hay, chẳng hạn như cái bài Mình triệu triệu đóa hoa hồng này đó, trời ơi rất là hay, Ok. rất là hay. Mà cái thời đó là hầu như các sân khấu của nhà văn hóa lao động ngày xưa là toàn là hát nhạc Liên Xô không. Đó Cũng cũng là hay vui rồi. với tôi một thời, đó là một cái kỷ niệm. Thì Cũng hay. cũng ngày hôm nay mình mở cái live này cũng giống như tôi và anh, thì mình nhắc lại cho mọi người nhớ là cũng một thời
những người đó đã vào Việt Nam và giúp đỡ Việt Nam mình. Đất nước Việt Nam mình hiện giờ đang có những cái mặt mà ưu việt và có đang đi lên trên đường quốc tế đó, thì trong đó cũng có công của những người đó, và cũng có những người công của những người Liên Xô, và cũng có công của những người Ukraine đó. Thì đang đó mình cảm ơn, xin chân thành cảm ơn đất nước họ và mình người dân của họ, dân tộc của anh. Biết ngay bây giờ anh biết có những mối tình rất là đẹp anh, có những người có những người Việt lấy vợ Liên Xô, có thì chị ta có biết, tôi biết trên YouTube có mấy cặp là đang sống ngoài Hà Nội ấy. Có nghĩa là vợ thì vợ Nga, chồng thì chồng Việt đấy đó. Thì rồi rất là nhiều cái tình cảnh mà rất là nên thơ, rất là hay lắm anh. Nhưng mà thôi bây giờ mình tạm dừng đi ha, có nghĩa là mình tạm dừng cái chủ đề đi. Nhưng mà một lần cuối, tức là khi trước khi tạm dừng cái chủ đề này, thì mình cũng thành thật, không biết anh Phượng sao, mình cũng thầm cảm ơn dân tộc hai nước Ukraine và Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam mình đã mà xây dựng quý thứ năm tới bây giờ vẫn còn như vậy. Đúng rồi, ok. Thì xin mình cũng mà mình chào cũng đồng ý hoàn toàn đồng ý mọi người đi ha. Rồi đêm mình rồi sẽ hẹn cái chủ đề khác, mình cảm thấy cái nào mà vừa okay. Thì đấy còn cái chuyện chiến okay, tranh này họ mình không biết được mình như thế nào kệ họ, và bởi okay. vì mình okay. nhưng mà đối với người dân Việt Nam mình rất vẫn là đau buồn anh ạ, bởi vì hai người đó đều là bạn cả, anh em mình không ngoài chứ đâu có phải xa lạ gì đâu anh. Đúng rồi, họ là anh em với mình mà chứ đâu phải là kẻ thù giấy gì đâu, mình đâu có thù oán gì với họ đâu anh. Không mình thù oán gì cả. Đúng rồi, cái đời người ta đó khi mà không có thù oán thì chỉ có tình thương thôi chứ còn không có gì hết. Cái tình cảm của người ta nó chỉ có như vậy thôi. Nếu okay. mà không thù thì là thương. Rồi. Ok, chào. Ok, thôi chào tất cả mọi người nha. Hẹn những cái like sau tôi với anh Phượng gặp lại. Ok ha. Ok. Rồi. Bye.